cho nhiều tỉnh thành, nhưng mà phải nói rằng là ý kiến của các thầy các cô của thành phố Hồ Chí Minh phải nói là rất cụ thể, rất hay, rất tốt. Các thầy các cô cũng đã thông tin cho tôi, trao đổi với chúng tôi thông qua cái bài cái nhắn tin của các thầy các cô, thì chúng tôi cũng đã hiểu một phần nào sự tiếp thu của các thầy các cô. Phải nói là các thầy các cô hiểu tôi, bởi vì là thầy trò mình cũng chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà tập huấn như thế mà các thầy các cô hiểu và sáng tỏ ra. Có nhiều thầy cô, đa số có thể là các thầy các cô đều đồng tình, cũng là đánh giá cao, khen, cảm ơn các thầy các cô đã khen rõ hay, tiếp thu rõ. Vâng, tất cả những ý ấy thì chúng tôi cảm ơn các thầy các cô. Tuy nhiên có một số ý kiến thế này ạ, rất hay. Có một thầy thầy Quang đấy, ở một trường nào đó, trung cơ sở Nguyễn Thị Thập, ở trường Nguyễn Thị Thập, có nêu một cái vấn đề cũng rất hay. Tức là nói về cái bài về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đấy. Thì nói rằng là không không đề cập đến, thầy đề cập đến, không thấy sách giáo khoa đề và thầy đề cập đến sự sụp đổ của chúng ấy. Cái bài này thì nó nằm ở chương sau, tức là chương của lịch sử thế giới từ năm 45 đến 91 cơ. Nhá, chứ không phải nằm Liên Xô học đến năm 45 đấy, mà 45 xong mới hệ thống xã hội chủ nghĩa chưa sụp đổ, chúng tôi mới trình bày với các thầy các cô lịch sử thế giới theo ba thời kỳ. Và ba thời kỳ ấy nó ở ba chương khác nhau. Một chương là 45, à 18 45 đã. Xong đến học lịch sử Việt Nam, lúc nãy tôi mới xong được hai chương đầu. Xong đến lịch sử thế giới 45 91. À, chứ thì có đề cập đến ạ. Các thầy thầy cô nó là bài 10. Liên Xô và Đông Âu từ năm 45 đến 91. Thì trong đó có đề cập khá rõ. Đề cập khá rõ, viết cũng khá mạnh dạn đấy. Tôi thông tin với các thầy các cô thế này thì các thầy các cô biết, khen một phần là những thành tựu của Đông Âu cũng chỉ lần là ít thôi. Thì chúng tôi thì đầu những năm 80 tình hình chính trị ở các nước Đông Âu diễn biến hết sức phức tạp, sự yếu kém này, hạn chế của bộ máy nhà nước bộc lộ ngày càng rõ, tạo cơ hội cho các lực lượng đối lập câu kết với nhau, kích động nhân dân đòi thực hiện đa nguyên, đó, đa đảng và tổng tuyển cử tự do. Trước sức ép trong nước cũng như không can thiệp của Liên Xô, lúc này Liên Xô không can thiệp nữa. Đó. Từ năm 89, ban lãnh đạo các nước Đông Âu phải thực hiện đa nguyên chính trị, tổ chức tổng tuyển cử tự do. Kết quả là các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã thắng cử, giành được quyền lãnh đạo đất nước. Chế độ xã hội chủ nghĩa bị xóa bỏ ở các nước Đông Âu. À, có rõ đấy ạ. À. Cái này thế là đủ đối với học trò. Mà tôi như lúc nãy tôi đã nói, đấy là tôi mở rộng ra cho cả cái sau này thôi. Còn sau này, nó từng bài một. Lúc nãy tôi nói là tôi nói mở rộng là hệ thống xã hội chủ nghĩa. Nó có hai cái mô hình như thế để các thầy các cô mở rộng, người thầy biết thôi, chứ cũng không cần nói cho học sinh. Nhưng mà cụ thể ở đây, đó là cái mô hình nhà nước. Nó thực hiện cái đa nguyên đa đảng tổng tuyển cử tự do, cho nên là mà Liên Xô lúc này thì không can thiệp nữa. Đến lúc này thế cho nên là sụp đổ không tránh khỏi. Đấy là một cái mô hình. Ý thứ hai cũng của thầy Quang đó, thầy cũng hỏi là đối với giáo viên thì dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khó, truyền đạt hết kiến thức, và học sinh giỏi cấp trung học cơ sở khó mà thi đậu học sinh giỏi thành phố, trường chuyên lớp chọn ở trung học phổ thông, do học sinh cấp trung học cơ sở học lịch sử địa lý kiến thức không sâu, mà để thi học sinh giỏi
thì kiến thức là lớn không giới hạn, đúng như thế. À, thế thì đây là đối tượng riêng à, các thầy các cô nếu có điều kiện có chuyên đề tôi sẽ nói dạy học sinh giỏi riêng cơ. Thì tôi ở đây nhân thể thầy hỏi như thế thì tôi cũng nói luôn để các thầy các cô tiến hành này, tận dụng này. Bồi dưỡng học sinh giỏi thì chúng ta có hai hình thức chính. Một là chủ yếu, tức là dạy thường xuyên ở trên lớp, học đại trà. Các em học ở lớp nào mà tự nhiên chúng ta phát hiện học sinh giỏi là phát hiện. Chứ không phải tất cả học sinh giỏi, chúng ta làm sao mà tất cả học sinh giỏi được. Thậm chí một trường chỉ được 2-3 em là cùng, mỗi một trường, một lớp chỉ được 1-2 em, cả trường được 5-7 em đã là giỏi lắm rồi, thích lắm rồi. Cố gắng là mỗi lớp chọn lấy 1-2 em. Phát hiện, chúng ta phải phát hiện, phải có tố chất một chút, mạnh dạn một chút, đam mê một chút, có năng khiếu một chút. Học sinh giỏi phải có năng khiếu một chút chứ, không phải ai cũng học sinh giỏi được đâu. Là học sinh giỏi nó là đối tượng khác mà chúng ta đang nói, chúng tôi đang nói là nếu như là học sinh giỏi thì phải lưu ý thế này ạ. Một là trong quá trình dạy mỗi lớp chúng ta chọn là tìm ra được vài ba em. Em ấy phải có tố chất, có năng lực, phải có đam mê, phải thích. Đấy, đấy, trong quá trình học bình thường, dạy bình thường thì chúng người thầy nhạy cảm, bằng nhạy cảm của người thầy quan sát qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua thái độ, qua học, qua thi, qua viết, vân vân. Thì dần dần qua một vài tháng thì chúng ta mới phát hiện ra được một số em có tố chất nhất định, năng khiếu, chỉ có một số năng khiếu rồi phẩm chất thích học, dứt khoát phải thích học đó, chứ chứ không thích học sử thì không thể nào giỏi được. Tức là em mới phải đam mê một chút, thế thì có năng khiếu một chút, phải quyết tâm một chút nha. Thì đã phát hiện ra được vài ba em một lớp đã là thành công rồi. Thế thì trong quá trình dạy ấy mình cũng không dạy riêng làm gì cả, thì chú trọng hơn đến những em ấy bằng cách nào? Giao bài tập cho các em ấy à, có thể giao riêng, giao bài tập à, bài tập dễ và khó cho các em ấy hoàn thành ở nhà, các em ấy làm, khác với các bạn giao riêng bài tập cho các em ấy à, nhấn mạnh cho các em ấy, động viên các em ấy hoàn thành ở nhà, rồi lần sau cũng gọi các em ấy trình bày báo cáo dần dần. Đấy là dạy bình thường, chúng ta cũng không tốn kém gì, sức lực cả. Đấy là một hình thức đại trà nhé. Thế thì cao hơn một chút, thấy các em có năng lực, có năng khiếu thì chúng ta mới bồi dưỡng riêng à, phải có bồi dưỡng ấy. Chúng ta có bồi dưỡng học sinh giỏi từ trước nay, chẳng ai cấm bồi dưỡng học sinh giỏi cả. Ngày xưa chúng tôi từ phổ thông chúng tôi cũng đã có rồi, ngày xưa chả có cái gì cả, vẫn cứ bồi dưỡng học sinh giỏi. Và các thầy các cô biết tôi là đã 50 năm ở trường phổ thông rồi đã biết. Thì về bồi dưỡng học sinh giỏi thì có thể là chỉ vài buổi tập trung các em ấy, nhưng em năng khiếu lại gọi là bồi dưỡng học sinh giỏi, thì lúc bấy giờ nâng cao dạy riêng cho các em ấy về 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 bổ sung thêm kiến thức, nâng cao kiến thức, vừa bổ sung vừa nâng cao vừa luyện kỹ năng học sinh giỏi cơ. Học sinh giỏi nó có kỹ năng và nó viết. Thế thì học sinh giỏi thì không phải là cứ là tự nhiên các em nó trở giỏi đâu, không, không có cái tự nhiên mà nó học nó giỏi đâu, mà nó phải chú trọng bồi dưỡng của đó. Còn các thầy các cô cứ lo là thi thì có chứ, các thầy các cô bảo là trường chuyên lớp chọn, ví dụ như ở trong thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng đã dạy rồi đấy, ở Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa, thì ở cái trường này họ cũng tuyển chung cho tất cả các trường, mà đề thì đề giống nhau, điều kiện giống nhau, em nào giỏi thì em mới vào thế thôi, chứ không phải là họ loại đâu, không, không không có cái chuyện đấy. Dễ người dễ ta và khó người khó ta, chương trình giống nhau, đề thi giống nhau, cho nên em nào giỏi thì em mới được.
dứt khoát năm nào chả lấy thì 20-30 em học sinh giỏi để vào một lớp sử địa, cho nên là các cô cứ dạy chú trọng hơn, chứ đừng có bi quan là như thế thì không có học sinh giỏi, không có đâu, dứt khoát phải có trong cái bối cảnh liệu cơm mà gắp mắm tức là tình hình nó như thế nha, cho nên là các thầy các cô cứ luyện học sinh giỏi. Đấy là cái ý của một một thầy. Còn nếu như còn kỹ hơn thì có thể là thậm chí một chuyên đề, nếu như sở có cho phép tôi có thể tôi dạy hẳn một chuyên đề thì cho học sinh giỏi, cho các thầy các cô chỉ một học sinh giỏi thôi, mỗi một bài đều có cái câu hỏi khó, câu hỏi dễ. Tôi lấy ví dụ như lúc nãy tôi đưa ra, tôi tập huấn cho các thầy các cô về cái nội dung lịch sử. Thế thì cống hiến của Nguyễn Ái Quốc, thế thì bây giờ phân biệt cho từng bước một, bây giờ là trình bày những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc, những cái mới của Nguyễn Ái Quốc. Đã. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lúc này có gì mới so với con đường cứu nước của các bậc tiền bối? Đã. Thế thì cũng đã là cái nhỏ đã là mới rồi. Đã. Mới ở chỗ nào, thế là chỉ ra yêu cầu cho học sinh chỉ ra, hoặc là trong một đoạn tư liệu để các em nó làm việc vân vân. Đấy thì thôi, trong cái bối cảnh nơi tôi thấy ý của thầy Quang là như thế. À, một câu hỏi cũng rất là hay. À, một thầy cô có hỏi về cô ở trường trung học cơ sở Ngô Quyền, không thấy nói tên, có đề cập đến là một cái bài 12 khu vực Mỹ Latin ở châu Á. Thì cái bài không ạ, bài này đúng là cô nói là bài này rất hay, rất nhiều phong phú, nhưng mà nó là 3 tiết chứ không phải là 2 tiết đâu ạ. À, nó được dự kiến là 3 tiết đấy ạ. À, bởi vì là nó có cả Mỹ Latin, có cả Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á. Đông Nam Á thì có cả phong trào giải phóng dân tộc, rồi là các tổ chức ASEAN, bởi vì nó học đến năm 91, cho nên là cái chương này, à, cái bài này thì là 3 tiết cơ. Thì phân phối dự kiến là Trung Mỹ Latin với lại cách mạng Cuba, điểm nhấn của cách mạng Cuba, bởi vì chúng ta không học, không châu Phi chúng ta học tí không học tí nào cả, không cần học vì không cần thiết đối với trò học về lịch sử của châu Phi trước kia thì có. Có nhiều cái, bởi vì trung học cơ sở cũng không phải là học tất cả được. Mỹ Latin cũng chỉ một vài nét khái quát thôi, cái đó là phần vụ, trọng tâm là cách mạng Cuba. Dẫu sao là các thầy các cô biết còn quan hệ thân thiện, đấy là nhạy cảm, không phải không phải ngẫu nhiên mà chủ tịch Cuba, chủ tịch quốc hội Cuba sang viếng tổng bí thư của chúng ta. Cuba mà riêng Cuba cũng đã để quốc tang là nó để quốc tang đó, mà quốc tang nhiều mấy ngày để các thầy các cô biết, cho nên là chúng ta nghiêng về cái tình cảm, nghiêng về về cách mạng Cuba, cho nên học trọng tâm ở Cuba xin qua một tiết. Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ thì những nét lớn một tiết, và Đông Nam Á cũng một tiết. À, cái cách phân chia như thế. Và cái cách dạy học ở cái bài này các thầy nói đúng, một cô nói đúng đấy, cô hỏi đúng khu vực Mỹ Latin và châu Á, châu Á thì như thế. Thì dạy bài này đúng là nó đi nhiều nước quá, một loạt nước, cả khái quát cả cái chung, cả Đông Nam, riêng Đông Nam Á thì đang chục nước, nhà chục nước. Cho nên là dựa vào sách giáo khoa của chúng tôi cũng đã đề cập đến dưới dạng bảng biểu là chủ yếu. Ngay cả diễn biến của cách mạng Cuba cũng là bảng biểu, rồi là Đông Nam Á cũng là bảng biểu, vân vân. Thế thì cái dạy cái bài này đương nhiên như thế, dù có bảng biểu cũng không 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 qua hết được, được kết hợp học làm bài ở nhà. Thì theo tôi cái bài này nhé, nên dạy theo dự án. À, cái bài này thì là dạy theo hình thức tổ chức dạy học theo dự án, hoặc là học theo lớp học đảo ngược, dạy học dự án hoặc là lớp học đảo ngược cũng nhiều điểm giống nhau. À, tức là giao công việc cho các em, giao công việc cho từng tổ từng nhóm, theo nội dung. Một ví dụ, một trò sẽ làm về diễn biến về ý nghĩa cách mạng Cuba,
hệ giữa Cuba với cách mạng Việt Nam. Đấy, chỉ một cách vừa vận dụng luôn nha, ví dụ như thế. Tôi lấy ví dụ thế, một nhóm khác, một bạn khác thì viết về làm một cái bài tập hoặc là một cái dự án, một tiểu dự án về Trung Quốc. Trung Quốc từ năm 91, từ năm 45 cho đến 91. Nó trải qua cũng một loạt các cái sự kiện đấy, từ cách mạng thắng lợi cho đến công cuộc cải tổ, đến hạn chế vân vân, thì cũng rất hay. Một nhóm thì tập trung vào cái Đông Nam Á. Đông Nam Á thì có thể là chia làm hai phần: Đông Nam Á về đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và xây dựng các tổ chức ASEAN, sự phát triển những thành tựu của ASEAN, rồi vai trò của Việt Nam đối với ASEAN. Thế thì ý tôi muốn nói ở đây là, thì tùy các căn cứ vào cái điều kiện cụ thể của từng lớp, từng trường, của các thầy các cô, nhưng theo tôi một cái bài lớn, bài rộng, nhiều sự kiện, nhiều khu vực độc lập với nhau, tương đối độc, cách mạng Cuba nó chẳng liên quan gì đến Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, không cần móc nối cái chuyện đấy, mà Cuba nó chẳng ảnh hưởng gì đến các tổ chức ASEAN ở Đông Nam Á cả, mà các nước Đông Nam Á với ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 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 cách mạng Cuba thời kỳ này cả. Thế cho nên là kiến thức ở cái những cái bài này tương đối độc lập, mà tương đối độc lập như thế thì nên theo các cái hình thức tổ chức dạy học là theo dự án, tức là tiểu dự án, từng bài tập một, từng mô đun một, cho các em mới trình bày ở trên lớp. Ví dụ như là em biết gì về cách mạng Cuba, thế thì một trò nó chuẩn bị ở nhà rồi, nó lên nó thuyết trình. Một trò xin nói thật, các thầy các cô, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, ở các thành phố ngoài này đấy, tôi cũng đã dự nhiều trò nó được trình bày, nó được các thầy các cô nhắc nó trình bày ở trên lớp, nó thích. Nó có thể nó chưa hay, nhưng mà dần dần nó muốn khẳng định nó ở trước một tập thể, một nhóm người. Cho nên là các thầy các cô nên sử dụng các cái dạy học theo dự án, lớp học đảo ngược, để rồi mà tổ chức nhận thức cho học sinh. Sau khi các trò, các em nó báo cáo, bởi vì báo cáo nó cũng báo cáo nhanh thôi, báo cáo thường mỗi em chỉ báo cáo được 5-7 phút là giỏi rồi. Ví dụ như là cách mạng Cuba thì em biết gì cách mạng Cuba từ 45 năm 91 chẳng hạn, ở trong Mỹ Latinh. Tôi nói vội như thế. Thì sau đó thì trò nó sẽ chuẩn bị ở nhà, nó sẽ tra trên mạng. Các thầy các cô yên tâm, các trò bây giờ nó giỏi lắm. Không cứ gì, nó dựa vào sách giáo khoa một phần, rồi nó tra, nó tìm hiểu ở trên mạng. Thế nó chuẩn bị ra. Thế nó có thể đọc, nó có thể báo cáo trước lớp. Báo cáo xong thì cô có thể là chốt lại cho cả lớp. Lúc bấy giờ giảng những cái nét lớn cho cả lớp, có thể là em khác nhận xét, dựa vào sách giáo khoa các em nhận xét, hoặc là không nhận xét được thì cô chốt luôn. Thế thì đấy là một cái cách dạy mà hiệu quả, mà nó nhanh, nó vẫn làm việc, vừa phát triển được năng lực của học sinh, vừa phát hiện ra một loạt vấn đề. Đó. Thì tôi muốn trả lời cho một ý của một cái cô của trường trung học cơ sở Ngô Quyền ấy về cái bài này. Một số kỹ thuật dạy học bài này đấy, cả cái hình thức tổ chức dạy học, cái kỹ thuật dạy bài này là chỗ đó. Hoặc là nếu như không có điều kiện thì học theo nhóm, học theo nhóm, các em căn cứ vào sách giáo khoa để mà chia ra nhóm, và các em nó báo cáo nhóm để báo cáo, là như thế thì nó cũng, thầy cũng nhàn hơn, thầy chỉ nghe rồi thầy chốt lại mấy ý chính đấy là cho trò. Và các thầy các cô vẫn cứ không ngại nhá, có ý kiến gì cứ gửi lên, chúng tôi sẽ quan sát, chúng tôi sẽ... Và có rất nhiều ý kiến của thầy các cô cũng rất hay. Một thầy cô cũng tranh thủ vâng, bồi dưỡng học sinh giỏi thi môn độc lập sử và địa hay góp chung một môn ạ. À? Đấy,
Thì các thầy các cô biết là cũng câu hỏi này của cô Khuyên nhà trường Huỳnh Văn Nghệ đấy. Thì cũng có nhiều người hỏi đấy. Ở các trường khác cũng thế. Thế thì chúng ta các thầy các cô nên biết là thế này. Đây là lần đầu tiên nha, đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện chương trình mới với một cái môn ghép môn môn lịch sử và địa lý. Môn lịch sử và địa lý chúng ta ở trung học cơ sở của chúng ta có hai cái môn ghép lớn là môn khoa học tự nhiên, môn khoa học đấy, khoa học tự nhiên gồm có lý hóa sinh và cái môn lịch sử và địa lý. Thì ở trường chuyên thì bắt đầu họ có chuyên theo môn học rồi, chứ không có chuyên lịch sử địa lý riêng nữa, mà nó có chuyên lịch sử, môn chuyên lớp sử, chuyên địa, chuyên văn, chuyên lý, chuyên hóa, chuyên sinh. Tức là ở trung học phổ thông thì bắt đầu học phân hóa ngành nghề và đúng khoa học của môn học rồi. Còn cái môn lịch sử và địa lý của chúng ta là cái môn ghép môn, nhưng mà nó vẫn là môn lịch, một môn thôi. Lịch sử và địa lý là một môn, môn lịch sử và địa lý, chứ không có môn lịch sử riêng và không có môn địa lý riêng ở trung học cơ sở nha. Chỉ có phần lịch sử và phần địa lý trong môn lịch sử và địa lý. Thế thì vì nó mới cho nên hiện nay vẫn còn đang chưa quyết định được hình thức thi nào cho nó chuẩn mực, cho nó hay, cho nó đạt yêu cầu và nó đáp ứng được đúng nguyện vọng của học sinh, đúng chương trình. Cho nên thì vẫn là thi theo chúng tôi thì trước mắt có thể là vẫn là thi lịch sử và địa lý, môn lịch sử và địa lý. Trong đó nếu như là thi chọn học sinh giỏi sử để chuyên vào lớp sử thì câu hỏi hệ số nó cao hơn. Ví dụ như một đề thi có 3 câu thì có một câu nhỏ về địa lý chiếm khoảng 3 điểm. Phần lịch sử chiếm 7 điểm. Đó. Nha. Thì học sinh ấy vẫn giỏi, là một học sinh giỏi sử có phần địa lý. Đó. Nha. Ví dụ một đề thi có 3 câu, thi tự luận là chủ yếu, 3 câu, 2 câu sử, 1 câu địa, nếu như thi chọn vào lớp sử. Ngược lại em vào thi vào chuyên địa, bởi vì nó có cả chuyên địa, thì sẽ có 2 địa và 1 sử. Sử lúc bây giờ chiếm 30, địa 70. Thì dự kiến thì đến như thế thôi. Còn cụ thể nó thế nào thì nó cũng là còn điều chỉnh nữa cơ. Các thầy các cô biết nó còn phải điều chỉnh, bởi vì là còn đang tiến hành trong thực tiễn, nó phải phù hợp với cái lý luận mà chúng ta đưa ra. Mà lý luận phải lấy theo thực tiễn, chứ không phải là chúng tôi áp đặt cái chủ quan của người thầy đưa vào đấy mà sau này điều chỉnh. Giống như chúng ta chọn bộ môn học, chọn sách để học, chúng ta từ đầu đến giờ, từ lớp 6 cho đến giờ, các thầy các cô biết là có 2 3 lần chọn sách, lúc thì giao cho tỉnh, lúc thì giao cho trường, thì bây giờ lại giao cho từng nhóm giáo viên là có quyền lựa chọn bộ sách nào để mà giảng dạy. Thì nó là một cái quá trình nhận thức thôi, các thầy các cô cũng yên tâm. Và thế nào đấy để cho nó tốt nhất thì sẽ phù hợp với lại cái điều kiện khách quan. Không học sinh giỏi thì không có tỷ lệ 50-50 đâu ạ. 50-50 thế thì không còn là sử, không còn là điện nữa, nó phải có riêng. Có thầy hỏi đấy, cô khuyên Huỳnh Văn Nghệ đấy cũng hỏi có phải tỷ lệ điểm 50-50 không. Không, tôi đã nói là nghiêng sử, chứ trọng tâm là sử mà, phần sử nó nhiều hơn. Thi môn học sinh giỏi, thi học sinh giỏi là tên của nó là học sinh giỏi lịch sử và địa lý,
học sinh giỏi lớp 9 ấy. Còn những em ấy thì nó sẽ thi vào trung học, thi vào trường chuyên thì nó sẽ cũng 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 như thế, tức là phần sử chuyên sử nó vẫn hơn, phải khác nhé, chứ 50-50 thì địa với địa sử thế nào. Cho nên là các thầy các cô lưu ý 70-30 thì là hợp lý hơn. Như vậy là cũng 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 phải thôi, cũng có một phần địa nhưng mà sử vẫn là trọng tâm, và ngược lại nếu như học sinh chọn địa thì là địa trọng tâm, sử là thêm vào thôi. Và cấu trúc của đề thi cũng thế, học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 chúng tôi, lớp 12 chúng tôi vẫn làm đấy. Cấu trúc của đề thi lớp 9 thì hạn chế hơn, lớp 9 thì theo tôi được biết chừng cũng viết khoảng 120 phút, chừng khoảng 5 câu. Nhưng lớp 12 thì cao hơn, nặng hơn 180 phút, viết được khoảng 7 câu mà thi quốc gia đấy, còn ở địa phương thì khác hơn. Có lần tôi cũng đã thi ra đề thi cho học sinh giỏi cho thành phố đấy, nói cũng ở nhà tôi ra thì chủ yếu là lớp 9. Chủ yếu lớp 9 nhưng không có nghĩa là chỉ một phần ở lớp lớp trước, bởi vì là nguyên tắc của thi học sinh giỏi là học gì thi nấy, nguyên tắc đấy nói chung, nhưng mà người ta vẫn nghiêng về những cái chương trình mà đang đang dạy rồi đã dạy nhiều hơn. Thì đấy là cái ý kiến của các thầy các cô hỏi nhiều đấy, vẫn còn nhiều ý mà tôi có thể là tôi chưa 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 tra hết được, bởi vì là cũng nhiều thầy cô. Vâng, cảm ơn các thầy các cô. Tôi sẽ đi tiếp tục vào cái nội dung của chúng tôi ạ. Vâng. Chúng tôi đi tiếp vào cái ở chương chương thứ ba. À không, là tức phần lịch sử Việt Nam trước ạ. Tiếp tục cái lịch sử Việt Nam lần trước, lần trước tôi mới nói đến năm 30. Tôi mới nói đến năm 30. Thì trước nó thì ở phần lịch sử Việt Nam từ 18 đến 45 thì chúng ta còn lưu ý đến phong trào cách mạng 30 39 và cách mạng tháng 8, tức là còn hai bài phong trào cách mạng 30 39. Thì phong trào cách mạng 30 39 thì không có điểm gì mới so với trước kia nhiều, mà chúng ta nhấn mạnh cho học sinh, chúng ta tập trung vào về so sánh những cái bối cảnh cũng như là sự lãnh đạo phong trào của 30, 31, 36, 39. Thì dạy bài này cũng kiến thức thì cũng không có gì mới nhiều, nhưng mà khi mà dạy bài này chúng tôi nên theo chúng tôi các thầy các cô nên cho học sinh triển khai ra bảng, ở trên bảng cũng thế, hoặc là bảng trên tờ Doki, hoặc là trên chuẩn bị PowerPoint. Học sinh nó có điều kiện thì nó trình bày trên máy tính, trên PowerPoint, có điều kiện nữa, có không ấy thì trên một cái tờ giấy croquis, hoặc là đơn giản nữa, đơn giản nhất vẫn là trên bảng. Bảng có thể chia làm hai ô, ví dụ như thế. Phong trào cách mạng 30-31, phong trào 36-39 thì trò nó phải so sánh được, làm nổi bật mấy ý này thì sẽ nắm chắc được kiến thức của bài. Một là bối cảnh, mấy ý chính, bối cảnh 30-31, bối cảnh 36-39 là gì? Lãnh đạo của 30-31, 36-39, lực lượng của 30-31, 36-39, hình thức, đối tượng, mục tiêu của 30-31, mục tiêu của 36-39, mục tiêu đấu tranh ấy. Hình thức và phương pháp đấu tranh, và cuối cùng là kết quả, ý nghĩa lịch sử. Thế thì giúp cho học sinh có vừa có được cái cụ thể để vừa có cái khái quát. Cái này là học sinh giỏi cũng rất cần, mà cái tư duy sử cũng rất cần. Trò nó phải khái quát được mấy nét, mấy câu thôi. 30-31 thì bối cảnh là gì?
30 muốn dứt khoát bối cảnh mâu thuẫn dân tộc ta với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc, Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời. À, thế thì bối cảnh ấy nó mới khác với cái bối cảnh sau này. Ví dụ như thế, trò nó phải khái quát được bối cảnh sau này là gì. Cái 36, 39 phải có biết rồi. Từ nó mà lãnh đạo thì lãnh đạo phong trào 31, 36, 39 là ai? Giống nhau, đều là Đảng Cộng sản Đông Dương cả. Cả hai là Đảng Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Chào. Thế gì? Mục tiêu là gì? Vân vân. Thế thì ở đây cái bài này điểm nhấn, nhưng đồng thời cũng là cách dạy. Tôi muốn trao đổi với các thầy các cô về cái cho nó đơn giản, và nó đào tổ chức cho học sinh làm việc, vừa luyện cho các em có cái năng lực tư duy khái quát nhận định. Cái về cái bài Cách mạng tháng 8 ấy là cái bài lớn, bài trọng tâm. Mà nếu như so sánh bài 36 39 30 30 phong trào cách mạng 30 39 với bài Cách mạng tháng 8, thì Cách mạng tháng 8 cũng rất quan trọng hơn nhiều mà, lớn mà. Thế thì yêu cầu quyền đạt của họ cũng lớn. Cách mạng tháng 8 thì trình bày được Việt Nam dưới thống trị của Pháp Nhật, tình hình tức là bối cảnh đấy, rồi sự chuẩn bị của nhân dân ta đối với Cách mạng tháng 8 và diễn biến chính Cách mạng tám. Thế thì ở đây sẽ khó khăn lúng túng với các thầy các cô là yêu cầu quần đảng lại đòi hỏi sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam. Thế nhân dân bây giờ chúng ta cũng biết thì nhân dân nó cũng cụ thể thế nào là nhân dân, cũng nhân dân là toàn bộ tất cả nhân dân thì gọi là nhân dân. Nhưng thực ra nha, đó là sự chuẩn bị của Đảng sự chuẩn bị của Đảng của Hồ Chí Minh, nó chính xác là như thế, nó cũng là gắn liền với vai trò của Đảng. Tôi lấy ví dụ nếu như là chúng ta cứ theo máy móc là của nhân dân thì dạy cho học sinh cái nhân dân ấy là cũng giữ sự chuẩn bị của nhân dân, cũng là sự chuẩn bị của Đảng của Hồ Chí Minh, và Đảng và Hồ Chí Minh chuẩn bị cũng là của nhân dân, là sự lãnh đạo của Đảng với nhân đối với nhân dân, nhân dân tiến hành, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành, để các ông trò hiểu. Cho nên chuẩn bị đó trước tiên là đường lối nha, dứt khoát về đường lối các thầy các cô biết rồi nha. Cái hội nghị trung ương 8 ấy đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đấy là chuẩn bị về đường lối. Còn nếu như cứ máy móc mà cứ của nhân dân thì không biết rằng là nhân dân có chuẩn bị thế nào. Đường lối này đường lối của Đảng, nhưng mà nhân dân thế này nó thể hiện trong nhân dân với Đảng lúc này là Đảng lãnh đạo nhân dân chuẩn bị về đường lối, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Thứ hai là chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang. Chính trị đó là mặt trận Việt Minh, vũ trang đó là quân đội, thì có thể có biết nha. Thứ ba là chuẩn bị về căn cứ địa cách mạng. Thứ tư là chuẩn bị về lực lượng, chuẩn bị về 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 thời cơ, đón thời cơ, chuẩn bị cách mạng đón thời cơ, chớp thời cơ trong cách mạng. Thế trên cái cơ sở đó thì diễn biến thì chúng ta cũng dựa vào cái bảng biểu mà trong sách qua chúng tôi đã thống kê những nét chính về diễn biến, thế là đủ, cũng không cần thiết phải mở rộng, không cần biết gì dàn trải, thậm chí nhấn mạnh mấy nét lớn, mốc mở đầu cũng như là mốc ở Hà Nội, mốc ở Sài Gòn, rồi là Huế, mấy cái mốc quan trọng và kết thúc. Về nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Đảng, và chúng ta có thể bổ sung thêm cái vai trò của Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng 8 ở đây cũng vai trò của Nguyễn Ái Quốc cũng rất rõ. Hồ Chí Minh ấy, ở trong cái yêu cầu cần đạt thì không có, nhưng mà Đảng chúng ta các thầy các cô nên mở rộng để cho học sinh, nếu người ta có hỏi vai trò của Bác Hồ thời kỳ này đều có cả, mà trò lại bảo là không có trong chương trình, không có trong yêu cầu cần đạt, mà lại không không nói được vai trò của Đảng của Bác Hồ thì không được, nhất là đối với học sinh giỏi. Thế thì vai trò của Đảng với Hồ Chí Minh lúc này cũng là một, đó là vai trò về hoàn chỉnh về đường lối, vai trò về chuẩn bị lực lượng
Bác Hồ sáng lập mặt trận Việt Minh. Thế vai trò về lực lượng quân đội thì Bác Hồ là người thành lập quân đội nhân dân. Thế thì vân vân, thế thì các thầy tôi muốn bổ sung với các thầy các cô lưu ý với học trò là vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc này cũng đồng thời là vai trò của Hồ Chí Minh và Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta lúc này. Thì đấy là cái nét lớn mà chúng tôi muốn lưu ý với các thầy các cô, nếu không có thì sẽ hỏng nha, sẽ trong cái quá trình dạy học tự nhiên lại không đụng chạm gì đến Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh lúc này là sẽ dở. Bởi vì là 28 tháng 1 năm 41 bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta cho đến tuyên ngôn độc lập là bác soạn thảo, cho nên tất cả những cái chuyện đó là có gắn liền với Nguyễn Ái Quốc. Mà theo nếu như cái bài học mà cái bài giảng căn cứ vào yêu cầu cần đạt theo chương trình thì không nói gì đến Bác Hồ ở đây thì lại là một sai lầm, mặc dù trong nội dung thì có rõ. Thì đấy là chúng tôi lưu ý các thầy các cô trong quá trình giảng dạy thôi. Tiếp theo là ở chương 3 là lịch sử thế giới từ 45 đến 91. Thì điểm nhấn ở đây, điểm nhấn cái bài này các thầy các cô tập trung hơn cho nó chi phối toàn bộ cái nội dung sau. Cái bài bài 9 này tức là chiến tranh lạnh này là yêu cầu quần đạt, người ta cần rõ là phải biết được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả, biểu hiện của chiến tranh lạnh, hậu quả chiến tranh lạnh, ba ý chính: nguyên nhân của chiến tranh lạnh, biểu hiện của chiến tranh lạnh và hậu quả của chiến tranh lạnh. Nội dung và yêu cầu quần đảo cũng rất rõ, và cách viết của chúng tôi cũng dựa vào cái yêu cầu quần đảo đấy, cũng ba nội dung, cũng ba đề mục là nguyên nhân xuất hiện cái chiến tranh lạnh, những biểu hiện và đặc biệt là tập trung đến cái hậu quả tai hại của nó. Ở đây xin lưu ý các thầy các cô là cái chiến tranh lạnh ấy, nguyên nhân cơ bản của nó để các thầy các cô tổ chức cho học sinh làm việc, điều này rất hay, là mối các em ấy tìm hiểu mối quan hệ giữa Liên Xô với Mỹ và các nước phương Tây trong chiến tranh thế giới thứ hai với sau chiến tranh thế giới thứ hai có cái gì chú ý, cái gì khác biệt, vì sao như thế. Nha, các em hãy theo dõi bài giảng vì sao sự có sự chuyển đổi giữa mối quan hệ giữa Liên Xô với Mỹ phương Tây, các nước tư bản phương Tây, từ đồng minh sang đối đầu, lại muốn thủ tiêu nhau, muốn tiêu diệt nhau, và vì sao lại như thế. Thế thì đây nó cũng là một câu hỏi một hấp dẫn đối với trò, các em nó dựa vào sách giáo khoa thôi, rồi các em có thể là tìm hiểu để giải thích được cái tình trạng đó. Thì nguyên nhân cũng nhấn mạnh đến sự chuyển đổi của cái tình hình này, mà âm mưu chủ yếu là phía Mỹ, rõ ràng là Mỹ với chiến lược toàn cầu mà các thầy các cô biết là Truman đấy đề xuất ra cái chủ chiến lược toàn cầu, từ bỏ hợp tác với Liên Xô và mở đầu cho cuộc chiến tranh lạnh. Mỹ muốn thống trị thế giới và cái quan điểm này nó chi phối cho đến tận này. Nhưng Mỹ chưa bao giờ từ bỏ cái thống trị thế giới. Cái này có thể liên hệ với dạy rồi bổ sung mở rộng nói cho các em nghe cũng rất hay để nó hiểu được tại sao nước Mỹ ngày hôm nay nó như thế, nó chi phối như thế, nó dạy cả Liên Xô, cả nước Nga, cả Trung Quốc, rồi là đối Việt Nam thì thế nào, một thời thế nào, một thời sau này thế nào. Thì cho đến nay nhé, Mỹ nó chấp nhận đối với Việt Nam như thế đã làm thành công của Việt Nam rồi. Tôi thật là rất thành công đối với Việt Nam của chúng ta, từ một nước thù địch muốn tiêu diệt chúng ta dưới chủ nghĩa mà chấp nhận Việt Nam, chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vân vân, tất cả các thầy các cô biết. Thế thì đây là một cái bài cũng rất hay, đấy là về nguyên nhân, bởi vì nó liên quan đến ngày nay, các thầy các cô cũng có thể mở rộng cho các em nó trao đổi thảo luận và giải thích được vì sao lại như thế. Và đặc biệt trọng tâm của phần này là những biểu hiện.
Ngoài nguyên nhân ra thì những biểu hiện của chiến tranh lạnh, thì biểu hiện của chiến tranh lạnh ấy thì lưu ý các thầy các cô là chúng ta dựa vào trong sách giáo khoa, không biết là các sách giáo khoa khác thì có thế nào, nhưng sách giáo khoa của chúng tôi, của bộ kết nối ấy, thì rõ ràng chúng tôi rõ ràng trình bày ra được hai, dùng bảng biểu chúng tôi so sánh cái giữa các nước Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, Mỹ và các nước xã hội tư bản chủ nghĩa và Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào từ năm 45 cho đến 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 này đến đến 91. Nó biểu hiện là cái gì? Nó về kinh tế, về chính trị. Khối NATO ra đời đấy. Bên này thì hiệp ước Warsaw. Các thầy có biết năm 49 thì hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tức là NATO ra đời. Mà cái NATO nó phát triển, trong cái đó thì Warsaw của Liên Xô và các nước chủ nghĩa thì sụp đổ năm 91 thì tan rã luôn, thì tan rã. Thế còn lẽ ra thì gì? Thì bình thường ra thì không cần phải đối trọng với lại Warsaw nữa, nhưng NATO vẫn phát triển, thậm chí bành trướng rộng rãi hơn. Khi mới thành lập NATO mới có 12 nước, nhưng ngày nay đã đến 32 nước. Mà nguyên nhân sâu xa, nguyên tôi nói thật, tôi nói thẳng là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giữa giữa nước Liên bang Nga với Hàn Quốc, với Ukraine hiện nay, có thể các cô quan tâm, cũng là xuất phát từ cái mở rộng của NATO tiêu diệt nước nước Nga, Liên bang Nga, xóa sổ Liên bang Nga, thì Nga không chịu nổi. Nga không, tất nhiên Nga không nên là chịu nổi với sự bành trướng của NATO, của NATO mà muốn lôi kéo Ukraine vào cái NATO ấy, thế thì Liên Xô bị bao vây hết, nước Nga bị bao vây hết, vân vân. Đấy, thế thì cái thời sự chính ở chỗ đó các thầy các cô quan tâm đến nhá, tức là lấy cái bảng biểu mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi lập bảng trong sách giáo khoa để học sinh tìm hiểu những biểu hiện nào, đặc biệt là biểu hiện các khu vực, các em nó sẽ thống kê ra, cái chiến tranh lạnh nó gây ra cái sự chia cắt, chiến tranh khu vực Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, cho nó biết hiện nay Hàn Quốc và Triều Tiên, giữa Đông Đức và Tây Đức ở châu Âu, Việt Nam, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, rồi rồi là Cuba như thế nào, căng thẳng, tức là bốn vùng, bốn khu vực ấy rất căng thẳng mà trò nó chứng kiến ở Đức, Triều Tiên, Cuba, Việt Nam. Và mặc dù những cái khu vực mở rộng không gian của các khu vực hai nước tranh chấp nhau ở các khu vực ấy, đối đầu nhau ở các khu vực ấy, thì mặc dù là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nhưng Mỹ vẫn không từ bỏ cái âm mưu bá chủ thế giới toàn cầu, mang chiến lược toàn cầu của nước Mỹ. Và hậu quả của chiến tranh lạnh thì các thầy rất rõ, chúng tôi cũng đã đề cập đến rất rõ, cái hậu quả rất lớn đó là chia cắt lãnh thổ, rồi là tình cảm dân tộc, sắc tộc, tôn giáo ở nhiều quốc gia và khu vực, là những cái hệ lụy rất sâu sắc cho đến ngày nay. Cho đến ngày nay tình hình ở Trung Đông, tình hình ở Đông Á, thế rồi tình hình ở Nga, Ukraine, vẫn 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 là hết sức căng thẳng, mà hệ lụy cho đến ngày hôm nay. Thì các thầy các cô về Liên Xô và các nước Đông Âu ấy, thì lúc nãy tôi đã nói rồi, cũng các thầy các cô tôi đã giải thích một cái câu hỏi của thầy rồi đấy. Một thầy là không có nói sụp đổ, thì đây chúng tôi biết rất rõ về cái sự sụp đổ Tây Âu rồi các nước tư bản. Về khu vực Mỹ Latin và Châu Á thì chúng tôi cũng đã đề cập đến một câu cô cũng hỏi rồi, đây là một bài dài, đúng là bài lớn, nó nhiều khu vực nhiều nước, thì lưu ý các thầy các cô, thời thời lượng thì bắt được đấy, khoảng 3 tiết Cuba với Mỹ Latin, Cuba thì chúng tôi dành 1 tiết, rồi là các nước châu Á, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc 1 tiết,
và khu vực Đông Nam Á một tiếp, Đông Nam Á là ổn thôi. Nhưng mà nếu như giải manh manh mà chúng ta dạy dạy từng nước một, từng khu vực một thì sẽ lại rất dễ cháy giáo án, cho nên chúng ta gộp lại để tổ chức cho học sinh nó làm cho cái báo cáo. Thế rồi người thầy chốt lại mấy ý chính thôi. Thì đấy là cái cách mà chúng tôi muốn hướng dẫn giúp cho các thầy các cô. Tiếp theo là cái phần Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991, lịch sử Việt Nam, đây là một cái thời kỳ rất lớn, rất khó, dài. Ngày xưa 45 91 vừa trọng tâm bởi vì nó gắn liền với năm đầu tiên sau cách mạng 8, năm gắn liền với chống Pháp, gắn liền với chống Mỹ, rồi gắn liền với khủng hoảng, rồi đổi mới, bước đầu được sự nghiệp đổi mới, bởi vì là chúng ta là đến năm 91. Cho nên là đối bài này thì chúng tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi muốn lưu ý các thầy các cô mấy cái nội dung chính này thôi. Một là Việt Nam năm đầu sau cách mạng 8, thì trong yêu cầu nha, trong cái yêu cầu cần đạt, như tôi vẫn lặp lại đấy, yêu cầu cần đạt, họ chỉ nói là nhận biết được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng này, giải quyết những cái nợ kinh tế, văn hóa giáo dục trong năm đầu sau cách mạng 8. Rồi là trình bày những cái chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, nhân dân Nam Bộ. Thế trong năm đầu sau cách mạng 8 đấy, thì kháng chiến của nhân dân Nam Bộ này, tức là 19 tháng 12, tức là tháng 9, 23 tháng 9 năm 45 đấy, thì nhân dân Nam Bộ đã phải cầm vũ khí tiến hành cuộc kháng chiến. Thế thì cái bài này chúng ta dù không có bối cảnh thì chúng tôi vẫn lưu ý các thầy các cô hướng dẫn cho học sinh vài nét về bối cảnh nước ta, tình hình nước ta sau cách mạng 8, để cho học sinh biết là ngàn cân treo sợi tóc là thế nào chứ. Nhá. Phải khắc họa được tình hình nước ta sau cách mạng 8. Có thể là học trò không ghi không chép, nhưng mà chúng ta phải phác họa được, chúng ta phải nêu lên được tình hình, bài nét về tình hình nước ta sau cách mạng 8. Để nó khó khăn đến mức độ là như ngàn cân treo sợi tóc, điểm mấy điểm nhấn. Các thầy các cô tôi nhấn cho mấy ý này. Một là chính quyền và quân đội mới ra đời non trẻ, chưa có nước nào công nhận. Đấy. Mùng 2 tháng 9 là nước ta ra đời. Thì nhà nước thì non trẻ, vừa mới ra đời, còn đang chưa thôi nôi, nhà nó vui, vừa mới ra đời xong, chưa nước nào trên thế giới công nhận. Quân đội thì non trẻ, mới được chưa được 1 năm, chưa được 1 tuổi, quân đội Việt Nam 22 tháng 12 năm 44, lúc 22 tháng 9. Trong khi đó thì nhiều kẻ thù, chúng ta phải phát họa cho học sinh bốn kẻ thù trong Nam, ngoài Bắc. Ngoài Bắc thì tưởng ở Mỹ, trong Nam thì phải Anh Pháp. Chính quyền thì mới ra đời, quân đội non trẻ, kẻ thù thì nhiều, nền độc lập dân tộc bị đe dọa. Cho nên đảng ta đã giải quyết từng bước một, củng cố chính quyền bằng cách tổng tuyển cử ngay sớm ngày 6 tháng Giêng, Bác Hồ nói, ra hiến pháp tháng 11 năm 46. Thế rồi giải quyết nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính. Từ nó mới củng cố được chính quyền, bảo vệ được độc lập dân tộc. Đồng thời là ngoại giao khôn khéo mềm dẻo, tăng thêm bạn bớt thù. Và đây là ngoại giao của Hồ Chí Minh đấy, là sau này được tổng hợp lại, kết lại lại mới là ngoại giao cây tre của đồng chí Nguyễn Phú Trọng gần đây đấy. Nhưng mà gốc rễ của nó vẫn phải là ngoại giao của Hồ Chí Minh, đó là mềm dẻo từ lúc bấy giờ, từ năm 46, vân vân. Cho nên là cái điểm nhấn của cái bài này nên bổ sung cái bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, các giải pháp của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện trong hơn 1 năm đầu sau cách mạng 8. Đặc biệt cũng ở cái bài này
lưu ý mình có thể câu là các cái Việt Nam cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân ta thì cũng chia làm hai giai đoạn, đó là cuộc kháng chiến từ năm 46 đến năm 50 và từ năm 50 đến năm 54. Ở mỗi giai đoạn ấy cố gắng trình bày cho được vài nét về bối cảnh nha, bối cảnh của cuộc kháng chiến chống Pháp rồi đường lối kháng chiến, vì sao ta toàn dân toàn diện trường kỳ và tự lực cánh sinh. Trò dứt khoát phải phải hiểu được, em hiểu thế nào, học sinh phải hiểu thế nào, được thế nào là toàn dân, vì sao phải toàn dân, toàn diện là gì, vì sao là toàn diện, tự lực cánh sinh là gì, thì mấy trường kỳ là gì, lâu dài tại sao phải lên lâu dài. Đấy thì trò nó trao đổi thảo luận với nhau, nó tranh luận với nhau về toàn dân. Thế có thể là mở rộng thêm cho trò cho nó hay, bài giảng này trong lịch sử dân tộc ta mọi cuộc kháng chiến, hầu hết các cuộc kháng chiến và chỉ có thể giành được thắng lợi nếu chúng ta toàn dân tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta chỉ có 3 lần thất bại mấy nghìn năm 3 lần thất bại, giặc ngoại xâm nó xâm lược 3 lần thất bại, là các thầy các cô lại nhắc lại cho trò để nó hứng thú, nó học, nó biết, cũng phải biết thất bại. Thất bại lần đầu là thất bại của Âu Lạc, là của An Dương Vương đấy, vì không tiến hành chiến tranh nhân dân. Rồi thất bại lần thứ hai là thất bại của nhà Hồ, cũng không tiến hành chiến tranh nhân dân, không toàn dân đánh giặc. Thất bại lần thứ ba là thất bại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thế kỷ thứ 19, nửa sau thế kỷ thứ 19, cũng vì nhà Nguyễn không tiến hành được cuộc chiến tranh nhân dân thôi, chứ họ cũng không phải bán nước đâu, họ không tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân, không đoàn kết được toàn dân, không toàn dân đánh giặc cho đến bị thua. Còn lại còn lại tất cả mọi cuộc kháng chiến từ Lý Trần Lê Nguyễn đó, nếu như đoàn kết được toàn dân, phát huy được sức mạnh của nhân dân, toàn dân đánh giặc thì dứt khoát thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến Trung Pháp cũng thế, toàn diện cũng vậy, trong tất cả các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao, đánh địch trên tất cả các mặt, văn hóa, giáo dục, vân vân. Cho nên với cái bài này cần nhấn mạnh để cho trò về đường lối kháng chiến, và đây cũng là yêu cầu cần đạt của chương trình. Thế rồi mấy chiến dịch tiêu biểu thì cũng không trình bày diễn biến nhiều, mà chỉ cần ý nghĩa chúng ta mô tả được vài những thắng lợi tiêu biểu thôi, đó là 60 ngày đêm quân dân Hà Nội này, thế rồi Việt Bắc Thu Đông năm 47, biên giới năm 50 này, Đông Xuân năm 3 năm 4, và nhấn mạnh đến cái kết quả ý nghĩa của từng chiến dịch, thế là có thể hoàn thành được. Về cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cũng tình hình cũng như thế, chúng ta cũng chia ra làm ba thời kỳ, đó là 54, 60, 60 65, 65 75. Thì các thầy các cô về cơ bản nó cũng giống như là các cái bài trước, nhưng có khác khác chăng đó là lần này viết gọn hơn, lược bớt đi những cái dự diễn biến sự kiện mà tập trung vào những cái chiến dịch lớn, những cái thắng lợi tiêu biểu thôi. Đặc biệt nhấn mạnh đến cái nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì về cơ bản những cái nội dung này giống như nội dung mà các thầy các cô vẫn dạy cho học sinh. Về phương pháp dạy, về nội dung dạy ấy, thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh với các thầy các cô là nội dung thì phong phú nhiều, nhưng mà cố gắng là nhấn mạnh, tìm ra điểm nhấn của kiến thức, ví dụ như là phong trào đồng khởi là điểm nhấn, rất khoát là có điểm nhấn phong trào đồng khởi năm 960 đấy, vì sao lại đồng khởi, đồng khởi có ý nghĩa như nào, đồng khởi diễn ra vài nét ra sao, bước chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công như thế nào, thế rồi những thắng lợi tiêu biểu trong các chiến dịch, trong các cái chiến lược chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam, đặc biệt Việt Nam hóa chiến tranh, rồi là chiến tranh cục bộ,
rồi cuộc hai các cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Thế thì những cái nội dung ấy thì về cơ bản nói thật là không có cái điểm gì mới so với trước kia, mà chỉ có mới chăng là chúng tôi viết gọn hơn và có thể nói là đơn giản hơn so với trước kia. Và chương cuối cùng là lịch sử là thế giới từ 91 đến nay thì cũng đơn giản, đây chỉ có một bài đó, trật tự thế giới, tập trung vào 91 đến nay và liên bang Nga, nước Mỹ, cũng như là ở xu thế cách mạng khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hóa ở cách mạng Việt Nam từ 91 đến nay, chủ yếu là công cuộc đổi mới, thắng những thành tựu tiêu biểu của công cuộc đổi mới. Thì đó là những cái vấn đề nội dung mà chúng tôi muốn trao đổi với các thầy các cô, những cái điểm nhấn đó, chứ còn thì cụ thể thế nào thì các thầy các cô cũng đã được biết thông qua cái chương trình cũ, nội dung lịch sử cũ và thông qua các cái đợt tập huấn khác của các thầy các cô. À, tôi còn một số thời gian tôi muốn dành thời gian muốn để trao đổi với các thầy các cô là về phương pháp dạy học ạ. Đây, cái này cũng nhiều người quan tâm. Bởi vì là nghề của chúng ta, xin nói thật với các thầy các cô, chỉ có hai cái vấn đề lớn nhất, đó là nội dung và phương pháp dạy học nha. Nắm vững nội dung, chắc nội dung, tự tin về nội dung kiến thức lịch sử, chắc chắn về kiến thức lịch sử, giỏi về kiến thức lịch sử, nhưng đồng thời giỏi nghề thì sẽ dạy giỏi thôi. Thế thì chúng tôi muốn dành một phần cuối của cái buổi hôm nay để tôi trao đổi với các thầy các cô mấy cái ý về phương pháp dạy học. Cái này cũng là chuyên ngành của tôi cũng quan tâm nhiều đến cái phương pháp dạy học lịch sử. À, về phương pháp dạy học lịch sử, chúng tôi lưu ý các thầy các cô mấy cái nguyên tắc chung thế này nhé. Đấy, rồi là sẽ nảy sinh, tất nhiên phương pháp không có gì sáng tạo hơn được phương pháp dạy học, rất cụ thể mà. Về mấy cái điểm chung là chúng tôi muốn nhấn là dứt khoát là không được đọc chép, được nguyên tắc mang tính tôi có đề ra nguyên tắc của dạy học hiện nay, dù gì thì gì, dù không được đào tạo sử, tôi được đào tạo địa nhưng mà bây giờ phải dạy sử thì cũng không được đọc chép. À, cũng không được nói cho học sinh là thầy không biết, thầy cô không được đào tạo sử, thầy phải dạy sử thôi, thầy được lấy địa cơ, cho nên là sử đây là bắt tôi thầy dạy. Đừng nói với trò những cái chuyện đó, không để lộ cho trò là mình trái 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 tay, trái nghề, trái nội dung, mà vẫn cứ như là mình là được đào tạo giỏi sử. Thế chứ làm thế nào đó trước mắt học trò thầy cô phải giỏi, nó phải nhìn thầy, nó ngưỡng mộ thầy cô, chứ lại đi thầy cô lại tự hạ mình có vẻ khiêm tốn nhưng mà lại làm tổn hại đến cái nhận thức của trò, làm cho trò nó không phục thầy nữa thì sẽ không hay. Cho nên không được đọc chép và cũng không nên bộc lộ cho trò biết là mình dạy chấm một, nên là dựa vào sách giáo khoa để tổ chức các hoạt động dạy học cho phù hợp nha. Tổ chức các hoạt động dạy học mà các thầy các cô biết một chuỗi các hoạt động, dứt khoát là dạy dạy theo chuỗi các hoạt động. Cái này là thống nhất công văn 5 năm 5 1 năm đấy của Bộ Giáo dục đấy, là dạy học theo một chuỗi các hoạt động, là khởi động, hình thành kiến thức mới, rồi là luyện tập, rồi là mở rộng. Trong đó mấy cái khâu đầu thì ở trên lớp, mở rộng thì học sinh làm ở nhà, lần sau trò kết hợp với lại thầy trò sẽ làm việc. Yêu cầu thứ hai của chúng tôi là không được đọc chép và không được dạy học theo khuôn mẫu nhé, không dạy theo khuôn mẫu công thức. Vừa mới rồi tôi nói là dạy theo chuỗi các hoạt động, nhưng mà mỗi một cái hoạt động ấy thì lại phải khác nhau.
Mỗi hôm chúng ta khởi động khác nhau, chứ không phải là khởi động giống nhau. Sách giáo khoa chúng tôi chỉ nói một cái phương án, một hai phương án để khởi động thôi. Còn trong thực tiễn thì xin báo cáo các thầy các cô nên sáng tạo ra các cái cách khởi động. Người thì khởi động là bằng hình thức xem phim tư liệu, người thì khởi động bằng tranh ảnh, phương tiện trực quan, người thì khởi động bằng câu chuyện, người thì khởi động bằng trò chơi lịch sử, người thì khởi động bằng nêu vấn đề. À, dạy học nêu vấn đề cho học sinh, tạo ra cho học sinh một cái nhu cầu để học tập. Khởi động nó chỉ có thế, chỉ khoảng 2-3 phút thôi mà, 2-3 phút ban đầu để giới thiệu cho học sinh nội dung cơ bản của bài học, hoặc một đoạn ca nhạc nào đó, cũng có thể là cho học sinh nó nghe một đoạn ca nhạc, hoặc là qua quan sát một cái kinh hình, quan sát một bộ phim, xem cái phim ấy nó liên quan gì đến cái nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cái này thì khá phổ biến, các thầy các cô sử dụng khá nhiều. Khởi động hay thì bài giảng sẽ thành công. Nhà cố gắng là khởi động hay thì nội dung bài học cũng sẽ thành công, trò sẽ hứng thú hơn, sẽ thu hút sự chú ý học tập hơn. Hình thành kiến thức thì sáng tạo, nên hình thành mềm dẻo, tổ chức các chuỗi hoạt động. Và cái thứ tư chúng tôi muốn tập trung đến đấy, cái thứ ba đó là trên cơ sở đảm bảo yêu cầu cần đạt. Đấy, chúng ta vẫn dạy theo yêu cầu cần đạt. Cái này thì chúng ta phải thống nhất dứt khoát đấy nhé, thi cử các thứ cũng phải bám sát yêu cầu cần đạt để dạy cho học sinh. Nhưng không chỉ có thế, mà căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi lớp, mỗi trường, mở rộng kiến thức cho hợp lý, một cách phù hợp. Mở rộng kiến thức ra cho trò, giải thích thêm cho trò. Như tôi nói về cách mạng tám vừa rồi, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc chẳng hạn, mở rộng kiến thức, thậm chí là kể chuyện cho trò. Nếu có điều kiện thì kể cho trò nghe những cái câu chuyện lịch sử hay. Tôi lấy ví dụ thế này, thầy các cô, cho nó câu hỏi, có thể hỏi, có thể là bài giảng của chúng ta. Một lúc nào đó kích thích cái hứng thú học tập môn lịch sử của trò. Chúng ta rõ ràng là một một trong những nhân vật được giảng dạy nhiều trong chương trình môn sử của chúng ta, đó là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh từ nhỏ cho đến lớn, từ khi là Nguyễn Sinh Cung cho đến Nguyễn Tất Thành, rồi đến Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Suốt từ năm 1890 cho đến nay, cho đến năm 69 và đến nay nữa là học tập theo gương Bác. Thế thì trong cái khoảng ấy thì rõ ràng là hiện nay trò nó còn đang trống vắng một giai đoạn, là các thầy các cô cũng nên bổ sung, kể cho học sinh nghe cái giai đoạn mà trò trống vắng mà chúng ta không đưa vào chương trình, không đưa vào sách. Đó là giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1940. Chúng ta dạy đến xong đến thành lập Đảng xong, thế là từ đấy trở đi lại không dạy gì đến Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh nữa, mà mãi đến cách mạng tháng 8 thì chúng ta mới nhắc đến, bắt đầu mới nói đến sự kiện là năm 1941 Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta. Rồi lúc đấy giờ lại bắt đầu mới gắn liền với Đảng, gắn liền với cách mạng nước ta. Và thậm chí trong sách cũng chỉ đề cập đến những cái nét lớn thôi. Cho nên có thể kể cho học sinh nghe vì sao lại chống bắn như thế, vì sao bổ sung lên các em mấy ý liên tục cái hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Thì ví dụ tôi giới thiệu cho các thầy các cô mấy cái ý thế này, để các thầy các cô có thể là khẳng định, củng cố cũng như là bổ sung cho các trò. Sau khi thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục ở Hồng Kông, tiếp tục hoạt động ở Hồng Kông. Sau khi thành lập Đảng đấy thì tiếp tục hoạt động ở Hồng Kông, hoạt động bí mật ở Hồng Kông. Nhưng mà
đến tháng 6 năm 31 Nguyễn Ái Quốc bị bắt, bị thực dân Anh bắt, tức là sau mà hơn một năm hoạt động, đang hoạt động ở Hồng Kông thì thực dân Anh bắt, bị giam cầm ở Hồng Kông một năm rưỡi, tức là đến tháng 12 năm 32 mới được trả tự do. Nhờ có ông bà luật sư Lô Gia Mai, do bản lĩnh của Nguyễn Ái Quốc, do hỗ trợ của những người Việt Nam yêu nước ở Hồng Kông. Thế thì lúc này sau khi được trả tự do, Nguyễn Ái Quốc lại tiếp tục hoạt động, người sang tiếp tục sang châu Âu hoạt động mà ở Đức, ở Pháp, rồi năm 1934, 32, 33, năm 33, 34 người lại về Liên Xô, trung tâm của phong trào cách mạng lớn lúc bây giờ. Và ở Liên Xô suốt từ năm 33, 34 cho đến năm 30, năm 40. Xong mới về Trung Quốc. Rồi tiếp tục hoạt động về trở về Việt Nam. Thì trong những năm 30 của thế kỷ 20, chúng ta biết rằng là lúc này quốc tế cộng sản dưới sự lãnh đạo của Stalin, quốc tế cộng sản dưới sự chỉ đạo của Stalin, xuất phát từ bối cảnh cụ thể thì đề cao cái đấu tranh giai cấp. Stalin đề cao đấu tranh giai cấp, đấu tranh quốc tế, chỉ đạo cho các nước, chỉ đạo cho phong trào giải phóng dân tộc là phải hạ thấp phong trào giải phóng dân tộc, các phong trào giải phóng dân tộc thậm chí nằm im, phục vụ cho cái cuộc đấu tranh quốc tế ở châu Âu, để cho các nước ở châu Âu giành được độc lập thì các nước thuộc địa tự nhiên sẽ được giải phóng. Đó, cái quan điểm của Tây Cộng sản là đặt nhiệm vụ quốc tế lên hàng đầu, đấu tranh giai cấp lên hàng đầu, mà hạ thấp cái vai trò của đấu tranh dân tộc, đấu tranh giải phóng dân tộc. Với quan điểm đó, Nguyễn Ái Quốc không không đồng tình. Nguyễn Ái Quốc lại cho rằng là đấu tranh dân tộc phải được đặt ngang hàng với đấu tranh ở chính quốc, đấu tranh vô sản, đấu tranh giai cấp. Ông ấy ví đấu tranh quốc tế, đấu tranh ở các nước từ phương Tây của giai cấp công nhân với các nước ở ở phương Tây, với các nước giải phóng dân tộc, ông nói chung chung mà chỉ Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc với phong trào giải phóng đấu tranh giai cấp như hai cánh của một con chim. Ông ấy ví dụ ví như thế, hai đấu tranh dân tộc với đấu tranh giai cấp như hai cánh của một con chim, trong cái đó quốc tế lại lại hạ thấp, lại coi thường cái đấu tranh dân tộc. Họ xuất phát từ cái bối cảnh của cụ thể lúc này thôi, là chủ nghĩa phát xít đang xuất hiện, chiến tranh thế giới thứ hai đang đến gần, cho nên là họ đề cao cái đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản ở các nước châu Âu, mà hạ thấp đấu tranh dân tộc. Cho nên là mới dẫn đến cái tình trạng là không để Nguyễn Ái Quốc hoạt động. Bác Hồ lúc này không có hoạt động, ông ấy nó không tin Bác Hồ, nó bảo là ông ấy là người dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, đề cao chỉ biết đấu tranh dân tộc mà không không để không để không đề cao cái đấu tranh quốc tế của Stalin. Cho nên là nó để cụ đi học, Nguyễn Ái Quốc đi học nghiên cứu sinh ở trường quốc tế 4 năm, gần như 4 năm không hoạt động gì ở trường quốc tế Phương Đông suốt từ năm 34 đến năm 38. Đến năm 1938 thì tình hình nó thay đổi rồi. Rõ ràng là quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh đúng, hoàn toàn đúng, quốc tế sai. Quốc tế lúc này mới nhận thấy là sai. Mới chấp nhận, mới để cho Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động cách mạng.
lúc này Nguyễn Quốc phải xin ý chứ, phải làm đơn xin quốc tế cộng sản cho về nước để tiếp tục hoạt động cách mạng, thì quốc tế mới thấy đúng là đấu tranh dân tộc. Lúc này thì ông mới trở về nước, về Trung Quốc rồi về nước rồi quyết định chuyển hướng. Đảng ta lúc này bắt đầu mới chuyển hướng đấy, chỉ đạo cách mạng từ đấu tranh giai cấp, đề cao cái đấu tranh dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Cho nên cái đảng ta lúc này cũng là chuyển từ đảng cộng sản Đông Dương, à, từ đảng cộng sản Việt Nam thành đảng cộng sản Đông Dương, là vì thế vân vân, để các thầy các cô có thể một vài cái ý để có thể là tham khảo để hướng dẫn cho học sinh biết cái khoảng trống trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, để cho họ tròn trò nào có hỏi thì có thể là bổ sung thêm cho các em, để các em nó biết, nó yên tâm, nó hỏi, nó theo dõi đó. Là từ đó đảng ta bắt đầu mới Nguyễn Ái Quốc mới là một từ năm năm 39-40, đảng ta nhận thấy cái tư tưởng của đúng của Nguyễn Ái Quốc là đề cao đấu tranh dân tộc. Chúng ta mới hội nghị Trung ương 6, hội nghị Trung ương 7 năm 39-40, và đặc biệt là 41 mới thống nhất như thế. Thì lúc đấy như vậy. Trong cái bối cảnh ấy thì chúng tôi muốn nhấn mạnh với các thầy các cô là tất cả xuất phát từ cái đặc điểm của kiến thức môn lịch sử nha. Chúng tôi lưu ý các thầy các cô về phương pháp dạy học, về hình thức tổ chức dạy học,